Cụ ông vừa mới mất, người thân rùng mình phát hiện có dấu chân từ bàn thờ hướng ra ngoài. Mới đây, một người dùng TikTok đã chia sẻ video quay lại hiện tượng bí ẩn khiến người xem lạnh gáy. Theo lời kể của chủ video, trong lúc cả nhà đang xúm xít chuẩn bị đồ lễ để cúng cho người ông vừa mới mất, thì bất ngờ trông thấy dưới chân bàn thờ có vết bẩn dù có người mới lau nhà cách đó ít phút. Khi cúi xuống nhìn kỹ hơn thì tất cả mọi người đều kinh hãi, phát hiện đây là một dấu chân có đủ các ngón của bàn chân phải. Điều kỳ lạ là nó lại hướng từ phía bàn thờ đi ra ngoài. Ai đâu mà bước ở trong bàn thờ nè, ai đâu mà bước trong bàn thờ bước ra. Sao kỳ vậy trời. Nếu quan sát kỹ hơn có thể thấy những ngón chân chụm sát lại với nhau và ở ngón chân cái bị biến dạng khớp là dấu hiệu rất phổ biến ở bàn chân của những người lớn tuổi. Đáng sợ hơn, người nhà còn khẳng định nó rất giống với kích thước và hình dáng bàn chân của ông, vì khi còn sống, ông cũng thường hay đi chân đất ra ngoài vườn. Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều dân mạng không giấu nổi sự sợ hãi và cho rằng dấu chân này là của người đã khuất để lại. Một số khác thì cho rằng do một người nào đó trong nhà đi ngang vô tình để lại, chứ không hề có chuyện tâm linh gì ở đây cả. Dưới đây là một số bình luận dành cho hiện tượng kỳ quái này. Tôi nghe nói trong 49 ngày đầu người mất sẽ thường xuyên về quanh quẩn bên người thân, nên trong nhà thường xảy ra nhiều hiện tượng bí ẩn. Cứ kệ nó, đừng quan tâm, sẽ tự biến mất. Có lẽ cụ ông còn gì đó muốn nói với người thân nên để lại dấu hiệu chăng? Mình thì tin tâm linh hoàn toàn có thật vì đã từng gặp những hiện tượng tương tự sau khi vừa chôn cất cho bà mình xong. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin 3 phút bí ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin 3 phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.